nhìn một gương mặt em phải nhìn bao lâu thì em sẽ vẽ được như vậy? Dạ, như em nhìn khoảng 2 phút, 5 phút. Ban đầu là mình nhìn nhớ cái khuôn mặt đó, rồi xong lên bố cục sẵn trong đầu mình, rồi xong bắt đầu vẽ. Vì đam mê, chàng sinh viên năm 3 của ngành du lịch đến với nghệ thuật này. Không ngờ giờ đây, vẽ tranh lại có thể giúp cho Thuận trang trải chuyện học hành và đỡ đần cho cha mẹ đã mất sức lao động. Ba của Thuận vốn là thợ hồ, nhưng hiện không còn làm việc nổi vì căn bệnh bướu tim và cường giáp. Mẹ cũng phải nghỉ việc mai giá để dành hết thời gian chăm sóc cho bà ngoại. Giờ đây, mọi việc trong ngoài đều do chàng trai 20 tuổi này lo liệu. Hên thì khách đặt mà tranh lớn thì cũng được 300 mấy. Mà có khi có ngày không có. Cũng giống như em không có tiền thì em cũng gán suy nghĩ làm sao mà có cách để kiếm tiền ra. Bình Thuận có thể nghèo tiền nhưng chưa bao giờ thiếu ý chí. Có lẽ cuộc sống khó khăn đã tôi luyện cho chàng trai này tinh thần như thế. Càng trong khó khăn, Thuận lại càng yêu thương cha mẹ mình hơn. Có lúc á, em mệt mỏi trong công việc, rồi cuộc sống, rồi học tập nữa. Có mẹ, động viên, bởi vì em thương mẹ em lắm. Cháu nó biết thương cha mẹ, nó lo ăn học, nó lo làm. Thì mình thấy là trong cuộc đời mình, dù có tiền bao nhiêu, cũng không bằng có đứa con hiếu thảo. Bất cứ ai làm cha mẹ cũng đều hiểu niềm hạnh phúc mà cha mẹ Thuận đang có lúc này. Nhưng có lẽ điều mà bà Xuân tự hào nhất chính là tấm lòng thương người của con trai mình. Từ nhỏ thì không có sống trong cái cuộc sống mà giàu sang hay gì. Là em cố gắng nha. Nhiều khi em thương những người như vậy, như có sự kiện hay gì đó, em sẽ dành 2 tiếng hoặc 1 tiếng gì đó em viết tặng chữ pháp. Em không có tiền nhiều nhưng em dùng cái số tiền đó em làm từ thiện. Ước mơ là sau này em có thể đứng trên sân khấu lớn để được biểu diễn. Với một phần là tạo bất ngờ, làm một cái món quà ý nghĩa cho khách. Cái cảm giác nó hạnh phúc mà giống như mang lại cái niềm vui và giá trị cho cái người khách đó.